các bạn nhìn thấy à, cái gì đây? Mình vừa phát hiện ra có rất là nhiều đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn đúng không? Và nó có một màu là màu xanh đó các bạn ơi. Nó đã bị dính màu hết rồi nha các bạn ơi. Đây là những món đồ chơi của mình. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi? Dơ quá nha. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa tất cả những món đồ chơi này nha. Mình đã có một cái rổ rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhặt bỏ hết vào rổ nha. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào rổ nào. Các bạn có đoán được đây là món đồ chơi gì không? Tất cả nó đã bị bôi màu rồi nha các bạn ơi. Chúng ta còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào rổ nào. Dơ quá nha các bạn ơi. Chúng ta có gì nào? Rất là nhiều luôn này. Như đây là một con gì đó các bạn ơi, rất là to luôn. To đẹp lắm nha các bạn ơi. Và đây là món cuối cùng, đây một cái đầu khủng long các bạn ơi, mình đoán vậy đó. Bây giờ sẽ đi rửa nào. Ta-da! Đây là một thau nước của mình đã chuẩn bị rồi nè các bạn ơi. Một thau nước rất là sạch đúng không các bạn? Mình sẽ dùng để rửa những món đồ chơi này nha. Không để các bạn đợi lâu, mình sẽ bắt đầu với món đầu tiên nào. Đây có vẻ như là những món đồ chơi rất là đẹp. Chúng ta có gì nào? Một con Ankylosaurus. Mình sẽ bỏ đây nha. Chúng ta có gì nữa nào? Hình như đây là một con chim đó các bạn ơi. Mình sẽ rửa nha. Sau khi rửa thật là sạch, chúng ta có gì nào? Phteprosaurus. Cái miệng của con chim này có thể há ra và đóng lại được nè các bạn ơi. Một mô hình con chim rất là đẹp luôn nha. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Chúng ta có một con Miragaya. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ bỏ đây nha và tìm kiếm những món đồ chơi tiếp theo. Một con Stegosaurus. Xuất sắc luôn. Những chân gai màu đỏ trên lưng này các bạn ơi. Chúng ta có gì nữa nào? Có vẻ như lại là một con khủng long đó các bạn ơi. Sau khi rửa rất là sạch, chúng ta có gì nào? Một con Velociraptor. Vui nha. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều đồ chơi luôn nha các bạn ơi. Chúng ta có gì nữa nào? Lại thêm một con khủng long đã bị bôi màu nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rửa màu cho nó nha. Sau khi mình rửa rất là sạch rồi, chúng ta có Basilosaurus. Mình sẽ bỏ ở đây nha và vẫn còn rất là nhiều đồ chơi ở đây luôn. Các bạn cùng đoán xem món
món đồ chơi tiếp theo là gì đây? Ha ha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa thật là sạch nha các bạn ơi. Wow, mình đã rửa rất sạch rồi. Chúng ta có một con voi. Wow, vui quá các bạn ơi. Rồi, bỏ tạm ở đây nha và tí mình sẽ lượm lại sau. Bây giờ mình sẽ tập trung vào rửa những món đồ chơi này. Sẽ rửa cho nó thật là sạch luôn. Sau khi rửa rất sạch, chúng ta có một con khủng long Dimetrodon. Oh my god, những mô hình khủng long rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi? Rồi mình sẽ bỏ ở đây và tìm kiếm những món đồ chơi tiếp theo. Một cái đầu khủng long rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ rửa nó nha. Mình đã rửa nó sạch rồi nè các bạn ơi. Chúng ta có gì nào? Các bạn đã đoán được chưa? Một cái đầu của con khủng long Triceratops, hay còn gọi là khủng long ba sừng. Xuất sắc luôn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu những món đồ chơi tiếp theo nào. Để xem nha. Màu nó dính dơ quá các bạn ơi. Và thau nước của mình cũng đã chuyển hết thành một màu xanh luôn rồi các bạn ơi. Rồi sau khi rửa sạch rồi chúng ta có gì nào? Một con heo. Chúng ta có một con heo ở đây luôn nè các bạn ơi. Nó đã bị lấn ở trong mô hình khủng long của chúng ta rồi. Và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ rửa món đồ chơi tiếp theo. Chúng ta có gì nào? Oh my god. Thì ra là một con hươu cao cổ các bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta có một con hươu cao cổ và mình sẽ để tạm ở đây nha. Chúng ta còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Chúng ta có gì nào? Draco Rex. Đúng rồi các bạn ơi, một con khủng long Draco Rexaurus. Rồi, vẫn như thường lệ sẽ bỏ đây và kiếm những món đồ chơi tiếp theo. Bật mí cho các bạn, đây là một con khủng long. Cùng đoán nha, bây giờ mình sẽ rửa nào. Sau khi rửa xong chúng ta có gì? Tramsosaurus. Mình sẽ bỏ nó ở đây và tiếp tục. Một con khủng long màu kiếm màu xanh da trời. Các bạn nhìn cái màu của nó này. Và con này có tên là Parasaurolophus. Đây là món đồ chơi cuối cùng rồi nè các bạn ơi. Và cũng là một món đồ chơi rất là to. Mình sẽ rửa nó nha. Sau khi rửa sạch sẽ chúng ta có gì nào? Một con Brontosaurus. Đợi chút để mình lấy nét lại cho các bạn coi nha. Ok chưa? Và đây là tất cả những đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay được này. Mình sẽ bỏ vào rổ nha. Chúng ta có gì? Một cái đầu của con khủng long ba sừng Triceratops. Tiếp theo chúng ta có Brontosaurus, Parasaurolophus. Này con lợn nha các bạn ơi. Một con hươu cao cổ. Tramsosaurus.
Bajadasaurus, Dracorus, Dimetrodon. Đây là con voi nha các bạn ơi. Stegosaurus. Ticatosaurus. Một con Miragaia. Chúng ta có Stegosaurus và Ankylosaurus. Rồi, đây là món đồ chơi cuối cùng của chúng ta, một con Velociraptor. Hết rồi nha các bạn ơi, và đây là toàn bộ đồ chơi của chúng ta. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.